Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 2023. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc Quốc. Học đến tập 259. Có người gặp những đức hỏi: chúng ta sống trong cuộc đời này có thiệt thòi hay không thầy? Có nhiều việc mà không vừa lòng không vừa ý mà mình nhẫn nhịn, có thiệt thòi hay không thầy? Đối với người tu hành của mình, phát nguyện một đời này giải thoát, thì vì nghe những đứa kể những câu chuyện của những người tu hành, khi nghe rồi quý vị thấy có thiệt thòi hay không? Thí dụ như Pháp Sư Hải Khánh, đệ tử của sư đệ của Hòa Thượng Hải Hiền, cả đời của Ngài ở trong chùa, Ngài đều chịu thiệt thòi. Ở trong chùa làm những việc cực khổ, có khi người ta ăn uống trước, người ta không chừa đồ ăn cho Ngài ăn. Cả đời vất vả khổ vô cùng, chịu đựng được hết. Ngài đều nói câu: nghiệp chướng của tôi mà, vui vẻ trả đi. Rồi chí thành niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Khi cuối đời của Ngài, niệm Phật giảng sanh lưu lại toàn thân xá lợi, về Cực Lạc làm Phật. Quý vị thấy có thiệt thòi không? Một người sống ở cuộc đời này hơn thua đấu đá. Ở cuộc đời này giống như hơn người, giống như khôn hơn ta. Nhưng ở cõi này ngắn ngủi vô cùng. Còn người ta thì chịu đựng được, người ta lại vui vẻ trả nợ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Người nhẫn chịu được niệm Phật về Cực Lạc làm Phật, người này hơn thua đấu đá, giống như thông minh, cuối cùng đi xuống tam đồ ác đạo, ở dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Quý vị coi, người chịu thiệt thòi, nhẫn chịu rồi tín nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc có thiệt thòi không? Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng thiệt thòi có cái phúc của thiệt thòi. Thông minh cháo dở có cái tội lỗi của thông minh cháo dở. Giống như cái câu chuyện nghịch duyên, trở ngại người ta trùng trùng, trở ngại người ta quá trời luôn, cuối cùng người ta về Cực Lạc làm Phật, có thiệt thòi không quý vị? Gặp bao nhiêu sự trở ngại đều là gây dựng được tín tâm, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Càng trở ngại người ta, người ta càng niệm Phật. Càng trở ngại người ta càng muốn giảng sanh. Càng khổ đau chừng nào thì càng muốn về Cực Lạc chừng đấy. Cuối cùng được Phật rước về Cực Lạc làm Phật, quý vị thấy có thiệt thòi không? Không. Nên sống trong cuộc đời này đừng có nói hai chữ thiệt thòi. Không có thiệt thòi đâu quý vị. Không có thiệt thòi. Nếu thật sự quý vị là người tu hành cầu giải thoát, không có thiệt thòi. Còn nếu như quý vị là người không chân thật niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thì thiệt thòi. Thì quý vị thấy vì thiệt thòi. Những đức thấy có một hai anh em lúc trước ở trong chùa mình, những đức giúp, những đức lo cho. Khi đi là giống như phủi hết quý vị. Bữa đó con anh em lợi, những đức thấy đúng là thân tàn mai dài, khổ te tua luôn. Lúc trước ở trong chùa
khi ra khỏi chùa nó này nó nọ, cuối cùng khổ quá trời khổ. Quý vị thấy không? Nên con người chúng ta sống trong cuộc đời này, quý vị, cái quả địa cầu như một cái vòng tròn. Nên từ đời đạo cũng gì, đi làm công cho tao gì, đừng có cái hành động mà khi nghĩ làm thì bắt đầu là nghinh bặt kênh lại với chủ. Vì một ngày nào khi mình sa cơ thất thế, mình gặp người ta mặt mũi nào gặp người ta kỳ quá, đúng không? Trong đạo cũng vậy, lúc ta giúp mình mà lúc mình được đường chút mà mình nghinh bặt kênh với người ta thì mặt mũi nào gặp nhau. Nên những người mình làm với ngôi tam bảo trong cuộc đời tu, như Đức cũng thấy rõ, làm việc với ngôi tam bảo, từ buôn bán này kia đồ cho chùa, mà làm mà đúng là đặc biệt. Từ đó giờ như Đức thấy có cái chị trên thành phố làm thượng Phật cho chùa. Là chỉ làm bền, những đứa khỏi càng suy nghĩ đó, khỏi càng suy nghĩ đó. Không bao giờ mà nói đến cái chuyện chị làm tượng bị lỗi này kia, không bao giờ có luôn. 7-8 năm nay luôn quý vị, làm tượng Phật, làm bền bỉ vô cùng. Sau này có một nơi làm tượng Phật mà cũng quen những đức. Những đức hỏi, một pho tượng làm gì, cái lờ tiền có nhiều không? Là ít lắm, là ít lắm. Thì rõ ràng tuy người ta lợi ít nhưng mà người ta làm cho ngôi tam bảo chân thật. Nên nghe nói cái xưởng làm tượng Phật của chị đó thịnh, thịnh lắm. Còn có một cái anh này cũng làm tượng Phật, hồi xưa cũng từng ở trong chùa tu, sau này ra đời làm tượng Phật như đứa. Có một thời gian cũng lấy tượng Phật, khi thời gian làm tượng Phật cũng phát lắm, có tiền rồi mua xe hơi rồi, rồi tự nhiên tính tình thay đổi, sau này dẹp tiệm luôn. Nên con người quý vị sống mà chân thật thì nó tồn tại, sống mà giả dối, khi có tiền bạc, có vật chất chỉ biết kiếm tiền mà quên đạo nghĩa thì không tồn tại quý vị ơi, không tồn tại đâu. Nên con người sống trong cuộc đời này phải chân thật. Khi giàu sang đừng quên thở cơ hàng. Con người chúng ta dưới bản thân mình thì sống đơn giản, nhưng đối với người mình không có hẹp hòi ích kỷ, vì con người mình phước báo rất là lớn, phước báo rất là lớn. Nên cái gì mà mình làm việc với ngôi tam bảo là mình cũng có phước dữ lắm à. Tại vì người trong ngôi tam bảo phục vụ chúng sanh. Nên thí dụ như mình làm gì cho chùa mình cũng lấy tiền, nhưng mà mình phải có đạo đức. Nếu mà mình dựa vào đó mình kiếm tiền mà quên đạo đức là mình tiêu. Mình đụng với tam bảo mình tính toán là mình tiêu liền, không nói dòng gió chứ. Khổ te tu luôn. Khổ lắm, không có tồn tại đâu. Giống như cái đơn những đức ngày xưa, những đức đóng cái đơn này 1,2 triệu, mà tính ra nó bây giờ nó khoảng 12 năm. Đơn vẫn y nguyên luôn, làm cái gì cũng chất lượng, đóng chất lượng vô cùng luôn. Cái đơn người nào đóng cho những đức ngày xưa mà ở dưới đức trọng, mà những đức mua đóng cho nguyên một cái vàng trong chùa, một cái 1,2 triệu, vì coi mà những đức nằm tới bây giờ không có vấn đề, 10 mấy năm không có vấn đề gì hết luôn. Cũng là làm cho chùa lấy tiền,
nhưng mà cũng có phước báo âm đức. Làm chân thật, làm đúng, thấy không? Nên mình đối với Tam Bảo mình đừng có làm ăn mà mình dụng lợ là mình bậy. Tại vì người ta ngoài đời người ta còn làm lụng cực khổ mà người ta còn cúng dường Tam Bảo, nên mình cũng làm cũng có lời, nhưng mà mình đừng có dựa vào đó để mà vì vật chất quá là mình không tồn tại, mình không có tồn tại đâu. Nên một con người làm ăn vui vẻ lanh lẹ thì nó cũng không có sai, nhưng mà nếu cái vui vẻ lanh lẹ thì mà dụng ý không có đúng, tại vì không có tồn tại đâu, không có tồn tại đâu quý vị. Nên mình là người tu đạo, khi nói chuyện với người mình chân thật, chân thật đúng đắn là người ta tin tưởng mình, là mình sự nghiệp phát triển đặc biệt lắm. Nhưng mà mình nói chuyện mà kiểu như giả dối không đúng, giống như nói gì làm khác là mình cái tâm dụng ý đó quý vị tiêu liền, quý vị không có tồn tại đâu, chắc chắn quý vị luôn á. Khi có người mà không thật rồi mình sẽ tự bị bất an, còn có người mình chân thật rồi mình sẽ tự bình an và sanh phước báo công đức. Nên nhớ, nên mỗi một người mình nghe được đạo pháp phải đem đạo pháp để áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Nhớ, đem đạo pháp áp dụng trong cuộc sống của mình. Có những cái việc mà trong cái cuộc đời chúng ta mình có thể chịu thiệt thòi nhưng mà sanh ra âm đức còn tồn tại hơn. Mình nghe đạo hiểu rồi. Còn có những việc trong cuộc đời của người, cái gì mình cũng không bao giờ chịu thua ác, không bao giờ mình chịu thiệt thòi, thì phước báo mình tự hết và mình sẽ khổ đau. Nên mình làm cái việc gì làm ăn với người ta mình phải chân thật. Cái sản phẩm mà mình đưa ra nó phải chất lượng thì nó mới tồn tại. Mình mà đưa ra sản phẩm mà giả dối là mình thất bại. Thí dụ như mình xây cho nhà cho chùa chiền thôi, người tu hành ta ở, mình xây làm hư hao nhà cửa, mình xây dột nước, mình xây nó bị ẩm ướt, thì chùa chiền người ta dễ, người ta không có thưa kiện mình đâu. Nhưng mà cái quả báo gia đình gia đạo của mình khổ lắm. Thí dụ như giờ chùa chiền bị xây bị hư hao, bị tùy tiện, có một lần đục cái nhà vệ sinh lên, nó bị thấm nước đục ra. Vì biết rằng họ lấy mấy cái bao mà mấy cái bao xi măng họ xài xong họ liện vô cái nhà vệ sinh, xong họ đổ cát lên, họ đắp lên, họ ló gạch, xong cái nước nó thấm vô trong đó, nó không có tiêu hủy, nó thấm vô theo vị trí, nó ẩm ướt, nó thấm xuống dưới nhà vệ sinh, dưới phòng ốc ở, thấm nước ướt nhẹp nhà cửa. Quý vị coi, nghề không có đạo đức, làm nghề nó không có đạo đức. Nên quý vị nhớ, mình là người nghe đạo nghe quý vị, bất cứ một cái ngành nghề nào, nên người ta thường nói tổ nghiệp. Tổ nghiệp là gì? Là nhắc nhở mình cái nghề nó phải có đạo đức, cái gì ra cái nấy. Thí dụ như giang hồ thì người ta trọng nghĩa khí, nên người ta lấy ngày quan công để mà người ta làm gương thờ cúng ngài. Quý vị thấy thường xã hội đen đồ này kia, giang hồ là thờ ngài quan công, là nghĩa trọng nghĩa khí. Còn buôn bán thì hòa thượng không ngày dạy giống như thờ phạm lãi, tam tụ tam tán, làm ăn kinh doanh phát đạt bố thí hết, tán ra rồi tụ lại, mà tam tụ tam tán tấm gương cho người buôn bán. Nên con người chúng ta sống mà thiếu đạo nghĩa là mình không có đắc dung thăng. Tuy chờ đắc bao la nhưng mình không có đắc dung thăng. Phải sống chân thật, sống có tình có nghĩa, sống nhiệt tình hết mình. Dù làm ăn là mình có kiếm tiền, nhưng kiếm tiền bằng cái tâm chân thật, có đạo nghĩa,
thì mình rất là tồn tại quý vị, rất là tồn tại. Như đức kinh nghiệm, thà mình làm cái gì cái người ta không biết tu mà có rõ ràng, còn hơn mà người mà nói cái tiếng mình Phật tử biết tu mà nó lại khó nói chuyện, rồi thêm cái làm không đúng là thất bại. Nên con người phải cần nghe được đạo đức giáo dục, nghe cho nó chích, nghe cho nó đặc biệt. Nếu không, ví dụ như nguyên một nhóm đi tu, chỉ cần một người nào nói cái gì không phải, tự nhiên mình mất tín tâm với Phật pháp, mình dại khờ quá. Mình đừng có nên dội vàng, một con sâu làm sầu nổi cánh. Con người ta sống trong cuộc đời này ngộ lắm, lúc thích thì cái gì cũng tốt, khi mà gì họ chạm tự ái một chút thôi là họ phanh phôi cái gì cũng xấu. Dù mình làm 100 việc tốt, chỉ cần một việc nhỏ xấu thì họ cũng lôi ra để đưa để lên bằng căn. Con người là gì đấy, ưa bị cái bệnh này lắm. Nên mỗi người mình, cái góc độ mình phải sâu, mình tiếp nhận Phật pháp góc độ mình phải sâu sắc. Từ khi mình biết một người đó mình tu học, mình đến với người đó mình phải nhận thức cho thật là sâu sắc. Nên cái câu nói có hiểu thì mới có tư, sống phải hiểu nhau chứ đâu có dễ bị người kích động được. Người ta hướng dẫn Phật pháp mình, người ta lo cho mình, không lẽ con người mình nó không có nhận thức được sao? Nên mỗi một con người khi nhận thức được thì tự nhiên đặc biệt dữ lắm. Cuộc đời con người sống trong cái cõi này, đừng có bao giờ nghe một phía, dễ thất bại. Giống như câu chuyện Khổng Lão Phu Tử khi còn tại thế, Chu Du Liệt Quốc, đi đến đâu thì dẫn theo đệ tử đông, nấu ăn rồi che túp liều sống rồi tiếp tục đi. Có một lần Nhan Hồi lãnh trách nhiệm là nấu cơm. Nhan Hồi là người có đức hạnh, đệ tử của Khổng Tử, được Khổng Tử rất là thương yêu vì đệ tử này rất đặc biệt, chân thành, nhiệt tình, có đức hạnh. Có một lần đang nấu cơm vậy thì ở trên bụi nó rớt xuống, rớt vô cơm, thì hớt cái cơm ở trên dính bụi ra, để vô cái chén, thấy cơm dính bụi mà bỏ thì cũng uổng, nên lọc ra lấy cơm ăn. Vì sợ cơm để bụi vậy thì thầy và các sư huynh ăn thì sao? Khổng Tử vô tình thấy được. Nhan Hồi, thầy chưa ăn, các huynh chưa ăn mà Nhan Hồi ăn dụng. Thì lúc đó Khổng Tử vô buổi cơm, Khổng Tử không muốn ăn gì, thấy buồn cho người đệ tử mình. Một người đệ tử mà trong lòng ngài nghĩ là một đức hạnh tốt, mà bây giờ lại làm hành động gì, ngài thấy cũng buồn, ngài không ăn cơm. Các đệ tử hỏi thì ngài mới nói lên sự việc. Thì Nhan Hồi mới trình lên sự việc như vậy. Khổng Lão Phu Tử ngài nói rằng có những việc mà chính mắt mình thấy rõ ràng đó mà còn khó kết luận được sự thật đúng của nó, chứ đừng nói chi mà nghe. Đó là chính mắt thấy mà thấy còn không đúng, chứ đừng nói chi là nghe. Nên mỗi một con người nghe đạo, người tu của mình phải nhận thức cái câu này. Còn Phật tử mà mình đi đến đâu mình tu, mình đi về chùa chiền, mình đi đến bao nhiêu năm chờ, không lẽ mình không nhận thức được nữa thôi. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình phải có góc độ sâu sắc, đừng có dễ dội vàng. Dù người ta có sức ảnh hưởng lớn gì, nhưng khi người ta mà không vừa lòng, người ta vẫn phê phán. Mình là phải theo cái trực giác nhận thức của mình mới sâu sắc. Mình đi đến nơi nào ở, mình ở với người đó, mình sống với người đó, mình phải hiểu được con người mình vậy mới đặc biệt sâu sắc, đặc biệt tuyệt vời. Nên lúc trước có một cái chú ở ngoài đời cũng có học thức, chú chùa tu. Sau này Như Đức thấy cũng biết chạy xe rồi chút đỉnh, Như Đức cho học bằng lái xe.
mà trong chùa mình thường nhắc nhở, thường dạy, không phải là có người nào mình dạy nên ta cũng nghe đó quý vị. Có những cái mà văn tự đơn giản mà khi người ta lại không chịu để ý, thất bại ngay cái đơn giản mà không để ý. Thì học mà lái xe đi thi, xong thi đậu, xong cũng im gu không cần nói gì. Xong những đức gầy, những đức nói chú là người không được tiếp nhận giáo dục, trong khi được dạy mà không tiếp nhận. Thầy không cho mình đi học bằng lái xe. Mình học xong rồi mình về mình chỉnh cái bài học này, những đức cũng đâu nói tên ai đâu, nhưng mà muốn hướng dẫn quý vị để vì biết dạy con cháu, dạy người thân của mình. Khi người ta giúp cho mình thành công hay thất bại, mình cũng nói với người ta một tiếng, đó là người có lễ phép. Được thành công cũng không nói gì, im gu. Bị những đức chấp, sau này cũng đi ra khỏi chùa. Đời những người đó thì cũng không có thành công gì đâu quý vị. Không có thành công gì đâu. Tại vì sao? Họ thành công thì mừng cho họ thôi, nhưng mà tính tình đó khó lắm, khó thành công. Tại vì cái hành động rất nhỏ nhưng mà lại không tiếp nhận giáo dục. Đúng không? Nó còn một chú mẹ ở đây, mẹ ở chùa, mà khi mà bệnh đau te tua vô chùa ở nương tựa, khỏe mạnh ra đi bằng một cách không đẹp. Mới đây nhìn thấy thân tàn ma dại te tua, đến hỏi mượn tiền những đức. Nó vậy thấy ngộ ghê không? Khi con người người ta khi khổ quá là nó mất phẩm chất làm người. Bởi vì con người mình sống phải tiếp nhận giáo dục, cái này quan trọng dữ lắm ý. Còn lúc trước có một chú bán đồ trong chùa đồ này kia, tự nhiên có một hai chú đi tới lui mua đồ, mua đồ giết. Thì một hai chú đó thì tâm bồ đề tu trong chùa cũng không có kiên cố gì đâu, nhưng mà hành động làm không đặc biệt. Bán đồ cho chùa, cuối cùng nhận người ở trong chùa ra làm. Những đức gầy, những đức nói hành động không hiểu biết. Đúng ra mình muốn nhận người trong chùa làm, mình gặp ông thầy mình hỏi một tiếng. Tại mình buôn bán đồ trong chùa tùy tiện, cuối cùng những người đó cũng rớt sạch nhách hết. Thấy không? Nó mà đối với ngôi tam bảo bị xa cách, đây mới là cái thiệt thòi. Nên một cái nhân cách đạo đức làm người chân thật quan trọng lắm quý vị. Cực kỳ quan trọng luôn. Nếu không quý vị mới đắc dung thân, khổ té tu. Nên người xưa nói một câu: kẻ thù giết cha mẹ không đội trời chung. Người mà nuôi cha mẹ mình không biết dùng lời lẽ nào để mà cảm ơn cho cái việc làm đó đến với cha mẹ mình. Người xưa có một người, khi mẹ người ta gặp nạn, người kia cứu, xong người con gì quỳ xuống nói: cái mạng tôi do mẹ tôi cho, anh cứu mạng mẹ tôi, mạng tôi của anh, cả đời của tôi, cái mạng này trả cho anh. Nên thì thấy cái đạo nghĩa người ta quan trọng vô cùng. Từ đó đó mà con cái dạy cái đạo nghĩa quan trọng, nó sống sẽ không có đến nỗi tệ quá. Còn mất đi đạo nghĩa là con người tiêu. Có người sống mà mất đạo nghĩa là tiêu quý vị. Nên mình là người tu hành niệm Phật cầu sanh cực lạc. Một câu Phật hiệu này nó phát triển ra cái đạo đức làm người cho mình rất là quan trọng. Giống như cái ơn Hòa Thượng Xây Chùa rất là lớn. Những đức ở đây 10 năm nay nhiệt tình hết mình, chùa thầy xây, con dọn dẹp, rủ người đến tu, thầy trò, kẻ hát người đàn, người đàn kẻ hát,
kết hợp nhau, nhịp nhàng, thành công thù thắng. Quá đặc biệt. Đó là cái tâm mình nhớ ơn. Như Đức đi đến chùa, học được cách tu. Như Đức thường giảng, như Đức nói rõ ràng mà. Công chúng như Đức nói rõ ràng mà. Tất cả phương pháp tu, cách chia sẻ Phật pháp. Những Đức học được thầy ở trên chùa Quán Âm. Đến đó mình ở tu mình học được. Thầy thì cho mình xuất gia cùng với hòa thượng ở đây. Xưa xuất gia, hòa thượng xuất gia, nhưng ở là ở trên Đà Lạt. Nên đó, những Đức học cho nó 5 năm ở ngay ngôi chùa nuôi người già. Bây giờ ở đây trở thành một quy mô nuôi người già. Vì nghĩ như sao? Thí dụ như những Đức dạy cho một người nào, tôi từng nuôi người già, tôi dạy cho một người nào, sau này người đó thành đạt vì cái chuyện nuôi người già, nhiệt tình hết mình. Trong lòng của tôi mừng vô cùng. Khi đó đào tạo ra một người kế thừa tôi làm việc đó. Tôi hướng dẫn người niệm Phật, tôi đào tạo ra người hướng dẫn người niệm Phật. Bây giờ họ lại thành công được việc đó. Họ lấy phương pháp của tôi đã từng hướng dẫn, đi hướng dẫn rất nhiều người đạt được chỗ thành công. Cả đời họ chưa bao giờ nói rằng phương pháp tu là chính họ sắp xếp ra. Mà họ đều nói phương pháp tu này của thầy, tôi ngày xưa tôi đã từng học. Dù không ở bên nhau nhưng đó cũng là tình nghĩa. Nhớ ơn, trả ơn, lợi ích cho chúng sanh là trả ơn. Nhưng Đức thấy thầy thuyết pháp nhiều người nghe, nhìn tư tưởng thuyết pháp học. Dù thầy cũng không phải là cầm tay dạy gì những Đức, nhưng nhìn thầy giảng, thầy cho mình cơ hội, mình làm được, cố gắng. Nên có người mình giỏi gì trong cuộc đời này cũng đều nhờ người giúp đỡ. Nếu không có người giúp đỡ sao mình thành công quý vị. Những Đức thì cũng cảm ơn Phật tử, người ta ủng hộ. Những Đức cũng nhiệt tình trả ơn quý vị. Khô hơ cạn tiếc, hết lòng hết dạ trả ơn cho Phật tử khắp nơi nữa. Nào là cúng dường tam bảo để cùng chung tay những Đức nuôi người già, chương trình khiếm thị, bao nhiêu chương trình, lễ Giới Quan Âm sắp tới. Ở những Đức đặt tượng Phật là máy niệm Phật này kia. Phật tử khắp nơi nơi mỗi người chúc chung tay, hình thành được những chương trình lễ hội. Những Đức làm những việc được lợi ích cho chúng sanh. Tuy là chúng sanh được nhờ, nhưng bản ta cái tâm mình làm việc này có cái nguyện, mà người ta hỗ trợ cho cái nguyện mình thành tựu, điều đó mình cũng mừng rồi. Chúng sanh được lợi ích, mình rất là mừng. Nên nhớ. Nên mỗi một con người mình sống trong cuộc đời này quý vị, nếu cái gì cũng đặt vấn đề tiền bạc là trên hết, thì quý vị thất bại. Có tiền bạc mà mắc đạo nghĩa thì con người bị không tồn tại. Kiếm tiền bạc ảnh hưởng từ đạo nghĩa nó mới thành công. Có đạo nghĩa sẽ có tiền bạc mà tồn tại. Mất đạo nghĩa để kiếm tiền bạc là thất bại hoàn toàn. 100% quý vị phải nhớ. Phải nhớ. Ta nói một lần thất tín vạn lần thất tín. Một con người làm ăn mà mắc chữ tín thì quý vị không có đắc dung thăng đâu. Nên nhớ, buôn bán làm ăn gì, cái sản phẩm mình đưa ra phải chất lượng. Mình là ông chủ, trách nhiệm của mình là gì? Phải coi, chăm sóc khách hàng bằng cách coi đồ mình đưa sản phẩm ra phải chất lượng. Dặn tất cả những người làm cho mình phải làm cho đúng đắn. Đây là cái uy tín để thành đạt sự nghiệp gì sao? Đúng. Như mình cắt nhà cho chùa chỉ, mình phải cắt cho đúng đắn đàng hoàng. Mình làm xong ở nơi đây, còn tiếng tâm mình làm chỗ khác. Con người mình không lẽ chỉ làm có nơi đây thôi. Nếu mà con người ta không tiếp nhận giáo dục, ăn cái gì cũng ăn lặng. Nên những Đức nói mình chùa chiền mà con cháu người thân mà làm việc cho chùa để có tiền, mà làm bậy làm bạ, làm không có đúng đắn chân thật, thì tội lỗi này nặng lắm. Tội lỗi lỗi lớn lắm. Không có giỡn đâu quý vị. Nói cổ của tam bảo là của chúng sanh cúng dường mà. Mình mà lạm dụng, mình mà là phí phạm, mình làm hư hao từ của, từ công con người là quý vị chết. Chết chắc luôn.
sống không nổi đâu, nó kéo từng đời khổ té tu nó nên thà nghèo khổ mình sống có đạo đức nó còn có thịnh vượng. Vì sao nó thịnh vượng? Vì điểm khác, đừng nên mất đạo đức. Nên câu Phật hiệu này thù thắng, chân thật mà niệm, nhiệt tình mà niệm. Quý vị thấy một câu Phật hiệu phát triển ra bao nhiêu câu chuyện như Đức kể cho quý vị nghe. Tự mỗi người nghe những câu chuyện như Đức kể, nhưng Đức đâu có nói tên ai đâu. Quý vị hãy tự xem lại bản thân của mình sống, rồi tự điều chỉnh lại cho tốt. Vì thì quá đặc biệt rồi, nên gây dựng tín nguyện niệm Phật. Đừng bỏ câu Phật hiệu. Bỏ câu Phật hiệu sẽ mất tất cả. Bỏ câu Phật hiệu không có cái gì kết quả cho cuộc đời quý vị đâu. Nhớ. Nên những Đức thường nhắc nhở người trong chùa, mỗi khâu những Đức đặt trách phải trung thật đúng đắn. Người ta nhiệt tình hết mình với mình thì đừng giả dối. Mình giả dối mình chà đạp cái tình cảm nó dành cho mình, mình sẽ bị tổn thất lớn dữ lắm. Phải trung thật, phải đúng đắn nhiệt tình. Mỗi một vị trí, từ cầm tiền bạc phải đúng đắn nhiệt tình. Hỏi thầy hết hoàn toàn việc. Việc gì không được đừng nên miễn cưỡng, đừng nên phán duyên. Phán duyên lâu ngày nó thành tùy tiện. Tùy tiện nó mất phước báo, mất cái nhân cách, mất chữ tín, thua, thất bại. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử, người trong chùa nghe được Phật pháp đơn giản gì nên áp dụng trong cuộc sống và tín nguyện niệm Phật. Khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc, về Cực Lạc mới sống có được niềm vui và luôn luôn được an lạc và mới cứu độ được chúng sanh. Nên phát nguyện đời này của con niệm Phật sanh Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.